Em tiếp tục khui hàng theo yêu cầu cho các bác đây. Tiếp theo là gửi đến quý vị clip giới thiệu chiếc đàn organ. Con này là con Kawai. Con Kawai. Đây là con đàn Kawai. Con này nặng nó tầm khoảng độ 1 tạ 2 tạ 3 rồi đấy. Nó bắt đầu gọi công cảm nữa, em đang quay bài rồi, chịu rồi. Đấy. Chả biết những cái phím gì, tất cả chức năng hoạt động bình thường, bình thường hết ạ. Con này là digital DX đấy, hàng còn rất là đẹp luôn. Các bác hãy xem clip em khui hàng chiếc đàn này nhé. Chiếc đàn này có mức giá đã ghi trên này rồi. 13.800. 13.800. Tất cả các phím này đều hoạt động bình thường. Để em test luôn phím cho các bác này. Phím này, các phím nhé. Nó liên quan đến các phím nó phải... Hôm trước em nhớ là ấn số mấy nhỉ? Phải bật được phím đấy bác ơi. Ôi, tự nhiên nó quay đâu. Con này đã test rồi nhưng các cháu nó cắt phím gì thì em đang phải thích. Đây rồi. Đây rồi. Đấy, vừa này không kêu bây giờ kêu đấy. Còn nấc dưới này nữa là có cái nút gì nữa cơ. Đấy, kêu rồi. Đấy. Cái này lại tịt này. Tắt cái này đi này. Đấy, lại kêu. Nên tóm lại là các bác về tự mò hộ em. Tất cả các chức năng đều hoạt động tốt. Cái đặc biệt là bộ này cho bộ dàn âm thanh quá đỉnh luôn. Với mức giá 13.800 thì chắc chắn là các bác mua bộ dàn âm thanh cũng không... Không có bộ nào 13.800 mà mua được cái bộ dàn âm thanh như thế này cả. Đây là chiếc loa này em được nghe nói nó là dòng loa tai voi à. Đây. Đây là con loa tai voi thì phải. Đúng không bác? Loa tai voi hay cái gì đây? Đấy. Đấy. Kìa, được thiết kế một loa tai voi trong này. Con này được thiết kế là một loa này, hai loa này, ba loa này, Kawai luôn nhé. Tất cả đều là Kawai luôn ạ. Kawai này, Kawai tất này. 1, 2, 3, 4 loa này. Đây, con loa này mới khủng, nhìn cái bát nó thiết kế này. Con này có loa tai voi thì phải, loa gì đấy. Đấy, 5 con. Khủng chưa ạ? Và các bác là về, bác mua con đàn này về, bác giữ bác lấy loa để bác nghịch cũng thích gì. Còn tất cả đây là túi phòng ẩm của họ, họ vẫn để nguyên túi phòng ẩm trong này. Túi phòng ẩm trong loa. Và tại sao lại con loa tai voi này nó lại có cái motor này? Ôi trời, tóm lại không biết thôi. Quay chi tiết cho bác. Không thì bác lấy nguyên con âm ly này, có giá trị rồi. Con âm ly này là... Hiện tại là con âm ly này là âm ly bán dẫn chạy được... con này chạy hai sò STK. Hai sò STK, một con sò STK, STK 465. Và một con sò STK 080. Ngoài ra lại còn một con sò Sanken nữa. Vậy là nó chạy 3 sò. Đây sò Sanken nữa. Hai con STK to vật vã. Được chưa? Và đặc biệt là con này các cổng cắm cho nó ra đây. Có hết đấy. Thì em tính sơ sơ em bảo là mua nguyên con âm ly bán dẫn này. Nguyên con âm ly này. Mới lại loa, số loa, cái loa đặc biệt cái loa này. Nói chung là nó phải thừa cái số tiền mười mấy triệu. Được chưa? Đấy. Về thùng gỗ vách của nó thì đẹp lắm. Dòng này thùng gỗ vách thì rất là đẹp chắc chắn. Cực kỳ nặng. Con này nó nặng hơn tạ cơ.
gần tạ 2, nó tạ 1 tạ 2 gì đấy khoảng đấy. Và đặc biệt là cái gỗ vách, thùng vách, gỗ vách của nó đây cực kỳ đẹp luôn ạ. Vách đẹp nhá. Đấy, con này là con KY xem nào. Con KY, con này điện 100V này. 150W này. Model là DX701. DX701. KY DX701. Mức giá 13,8 triệu. Con này đẹp, chất chất âm thì không thể chê được, chất âm gần như là chất âm nhất này. Đấy. À, đây là cái giá để đỡ, cái giá để đỡ, cái giá để mình đỡ cái quyển quyển sổ hay quyển sách dạy đàn ấy, học đàn ấy. Con này thì bị xước một chút đấy ạ. Bị tiết một chút đây. Nó lại đàn qua thời gian sử dụng như vậy thì không thể tránh được. À, con này thì báo cáo các bác là để em xem nào. Về dưới này. Đưa cho bác cái cổng vào nhá. Cổng vào là các cổng vào nó gồm có hai cổng lai vào. Có cả cổng mic luôn, các bác có thể cắm hát karaoke tại con này luôn. Hát karaoke tại con đàn này luôn. Đấy. Sau đây em test về chất lượng âm thanh cho bác này, test chất lượng âm thanh này. Cho to nhỏ nhá. Để cái thùng loa hở, các bác nhìn thùng loa sao em mở hết rồi. Nếu thùng loa mới được khép kín thì chất âm cộng hưởng nó còn hay nữa, được chưa? Đấy, đấy là em test về nhạc cổ. Nhạc cổ các bác, thế bác nào muốn muốn nhạc khác thôi, nhạc mạnh nhá. Em test thực nhanh cho bác nhé. Nó bị sứt một chút đây, chút đi em sẽ bớt cho bác giá một chút. Những quảng cáo đấy.
Con này xem nào, hình thức tất cả cái thứ ok hết, đẹp chất luôn, chạy tất cả mọi độ hoàn hảo, do bị sứt đây một chút do cái thanh cái mảnh này này. Thôi bớt cho các bác 500 nhá, tôi bớt cả 1 triệu đi, bớt cho các bác 1 triệu, còn là 12,8 triệu cho các bác về chỉnh, 12,8 triệu ạ. Ok, cảm ơn các bác.